Vision Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Một tuần đã trôi qua và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Góc nhìn đầu tư được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị, trước giai đoạn khủng hoảng 2010-2013 thì giá nhà Hà Nội cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh và đổ tiền vào bất động sản Hà Nội là một kênh hút bạc của giới đầu tư. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đánh giá Hà Nội đang là thị trường kém hấp dẫn so với thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao thị trường Hà Nội lại kém hấp dẫn như vậy? Và liệu có mảng phân khúc nào còn là điểm sáng tại thị trường Hà Nội hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn trong chương trình Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận thì nhiều nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh từng ngược dòng bắc tiến với kỳ vọng là đạt được lợi nhuận cao và nay thì đều ngán ngẩm tìm cách rút vốn khỏi thị trường này bởi lợi nhuận không được như kỳ vọng. Thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi dưới đây. Khoảng 4 năm trước, nhà đầu tư Huỳnh Văn Dũng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội xuống tiền với 5 căn hộ cao cấp. Đó là thời kỳ Hà Nội nói riêng và thị trường bất động sản cả nước nói chung vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng, bắt đầu có sự khởi sắc. Giai đoạn trước khủng hoảng, những năm 2004-2007, việc đầu tư căn hộ hay đất nền Hà Nội mang lại lợi nhuận lớn cho giới đầu tư. Đó là lý do sau cuộc khủng hoảng, ông Dũng quyết định phiêu lưu thị trường này với niềm tin kịch bản trước đó sẽ lặp lại. Ý định ban đầu của ông Dũng là lướt sóng hưởng chênh, nhưng khi lợi nhuận của việc lướt sóng không được như kỳ vọng, ông chuyển sang cho thuê. Thời gian đầu, giá thuê mỗi căn hộ cao cấp đạt từ 16 đến 22 triệu đồng một tháng, nhưng chỉ chưa đầy một năm, giá thuê bắt đầu giảm dần khi những tòa nhà khác trong dự án cũng dần hoàn thiện và nguồn cung gia tăng từ những dự án lân cận. Vào năm 2018, giá thuê căn hộ cao cấp của ông Dũng rất mạnh, chỉ còn đạt 12 đến 17 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, một căn hộ cao cấp khác thuộc quận trung tâm bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh của ông, giá thuê tăng đều qua các năm. Hiện mức giá ông thu về hàng tháng từ việc cho thuê căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh là 22 triệu đồng một tháng. Tương tự 3 năm trước, bà Lương Yến Nhi, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cũng kỳ vọng vào lợi nhuận của thị trường Hà Nội như giai đoạn trước khủng hoảng, đã đem tiền mua 3 lô đất thuộc một dự án đất nền ở Hà Đông, Hà Nội. Sau hơn 3 năm, tháng 5 vừa qua, bà giao dịch 3 lô đất với mức giá tăng 20% so với thời điểm mua vào. Bà Nhi không hài lòng với tỷ suất lợi nhuận này, bởi lẽ trong suốt hơn 3 năm, đất nền, đất thổ cư thuộc khu Đông, khu Tây thành phố Hồ Chí Minh liên tục nổi sóng. Trong những cơn biến động giá, mức tăng có thể đạt từ 50 đến 100% chỉ trong thời gian ngắn. Nên vào năm ngoái, bà Nhi đã quyết định đẩy hàng, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn so với kỳ vọng, rút vốn khỏi thị trường Hà Nội. Đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp nhà đầu tư Sài Gòn rút khỏi thị trường Hà Nội. Thực trạng này diễn ra đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Hà Nội thời điểm này. Theo đánh giá của các chuyên gia, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều là những thị trường có nhu cầu phát triển bất động sản và sử dụng bất động sản lớn. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là thị trường bất động sản Hà Nội đang kém hấp dẫn hơn so với thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Liệu đây có phải là lý do chính khiến các nhà đầu tư bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đang tháo chạy khỏi thị trường Hà Nội? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Trước thực trạng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Sài Gòn rút lui khỏi thị trường Hà Nội, nhiều chuyên gia đánh giá đây là điều dễ hiểu bởi thị trường Hà Nội hiện nay đã không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Các nhà đầu tư ở Sài Gòn rút khỏi Hà Nội thì chắc chắn là có một cái nguyên nhân do cái tính hấp dẫn của thị trường Hà Nội hiện nay giảm sút, dẫn đến là các nhà đầu tư rút khỏi thị trường này là cái chuyện đương nhiên. Đối với Hà Nội, chúng tôi ghi nhận là một cái quá trình dài, giá cả gần như không có nhiều biến động. Thứ nhất là các cái căn hộ chung cư là cái sản phẩm chủ yếu, chủ đạo của hai thị trường. Thì ở Hà Nội là cái gần như giá đi ngang, mặt giá văn phòng cho thuê và giá các căn hộ cho thuê thì ở Hà Nội là có cái mức giá thấp. Bình quân một cái căn hộ ở khoảng trên dưới 100 mét ở Hà Nội thì mức giá cho thuê kể cả trong trung tâm thành phố thì chỉ cũng đạt cỡ khoảng trên 10 triệu. Tôi nghĩ đây là một vấn đề tất yếu khi mà đầu tư không hiệu quả và gặp vướng mắc đủ thứ, trong đó vướng mắc về thị trường, vướng mắc về thủ tục hành chính, thì đó là hai cái vướng mắc chính của các nhà đầu tư. Thị trường Hà Nội thực sự không hấp dẫn. Thứ nhất là mặt bằng giá đã neo khá cao, cái chi phí đầu tư vào tương đối lớn. Bên cạnh đó thì sức hút hấp thụ của thị trường Hà Nội là không lớn.
Bên cạnh đó thì một cái vấn đề mà để các nhà đầu tư làm thì đó là chính là vấn đề về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, xét về mức giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh có sự biến động tăng 5-7% và giá cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cao hơn Hà Nội khoảng 1,5 lần. Bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy sự biến động mạnh hơn trong 2019 so với 18 thì chúng tôi ghi nhận mức giá tăng bình quân từ 5-7%. Giá cho thuê các căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn Hà Nội khoảng 1,5 lần. Xét về tính hấp dẫn thì rõ ràng thị trường thành phố Hồ Chí Minh có cái lợi thế thu hút các nhà đầu tư vào bất động sản là tốt hơn, vì lý do là giá không biến động nhiều, kinh doanh thì cho thuê không hiệu quả, không tương xứng với cái giá trị đầu tư. Do vậy thành phố Hồ Chí Minh có cái hấp dẫn hơn, do giá cả có cái sự biến động mạnh. Thứ nhất, thị trường Sài Gòn nó có sức hấp thụ rất lớn. Đấy, thứ nhất về quy mô thị trường. Đấy. Bên cạnh đó, không phải thần thúy chỉ là thị trường Sài Gòn không, mà thị trường Sài Gòn khi và miền Nam nói chung, đấy, khi mà họ đưa ra thị trường thì hút cả thị trường miền Bắc. Báo cáo mới đây của Hội Môi giới Bất động sản cho biết, từ năm ngoái đến nay, thị trường địa ốc không còn sự độc tôn của những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng. Sự sôi động diễn ra ở nhiều thị trường bất động sản các tỉnh thành khác. Lý do là các nhà đầu cơ, đầu tư đã chuyển sang các thị trường mới nổi tại các tỉnh bởi giá bất động sản còn thấp hơn và có khả năng sinh lời cao hơn. Hiện nay nhiều thị trường mới nổi trên cả nước đang có những cái xu hướng phát triển rất tốt. Do vậy thì địa phương này không có những cái điều kiện tốt để đầu tư, để phát triển thì họ phải tìm đến những cái thị trường khác hấp dẫn hơn, thông thoáng hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng các tỉnh khu vực xung quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đều đang trong thời kỳ đầu tư phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp và đô thị rất mạnh mẽ. Đây là điều kiện thuận lợi để ổn định và phát triển thị trường bất động sản trong năm 2019, cũng là một trong những cơ hội của các nhà đầu tư bất động sản trong thời gian tới. Vâng, như vậy, qua ghi nhận trong phóng sự vừa rồi của chúng tôi thì thị trường bất động sản Hà Nội có vẻ như kém hấp dẫn về đầu tư hơn so với thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh và các thị trường mới nổi khác. Vậy đối với những nhà đầu tư vẫn đang quan tâm đến thị trường bất động sản Hà Nội thì liệu phân khúc nào và khu vực nào sẽ có được cơ hội đầu tư tốt hơn? Hãy cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Tại hội nghị gặp mặt hội viên toàn quốc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, thị trường bất động sản Hà Nội và đô thị Hà Nội trong những năm tới còn dư địa rất lớn. Hiện nay, đô thị hóa của Hà Nội mới đạt 53% và hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu Hà Nội có tỷ lệ đô thị hóa sẽ đạt trên 70%. Bên cạnh đó, Hà Nội định hướng sẽ xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới. Với những đô thị mới trong thời gian này, Hà Nội muốn các nhà đầu tư sẽ xây dựng các khu đô thị thông minh, tòa nhà thông minh để phục vụ người dân. Cũng theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn còn sức hấp dẫn bởi đây là một trong hai trung tâm kinh tế văn hóa lớn nhất đất nước. Sức hút của thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh luôn luôn rất là cao. Và quan trọng nhất là hiện nay là cái vấn đề khi bị siết về tín dụng và cũng như giá đất đều theo xu hướng tăng thì cái việc mà vấn đề ở đây chỉ là cái giá thôi. Nếu cái giá bán mà nó tốt thì cái việc mà khả năng tiêu thụ rất là cao. Hầu như chắc chắn là điều rằng là những dự án ở Hà Nội, Hồ Chí Minh là rất là khó mà không có người chấp nhận. Phân khúc căn hộ hạng C ở thị trường Hà Nội vẫn còn có cái tiềm năng để phát triển và thu hút các cái nhà đầu tư có công nghệ, có kinh nghiệm và cũng có thể là nói là chuyên về phát triển cái phân khúc này thì có thể tham gia vào thị trường bất động sản Hà Nội. Quỹ đất ở thị trường Hà Nội vẫn còn có thể tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có thể tham gia. Vấn đề ở chỗ là bao giờ cũng vậy, khi tham gia vào mỗi thị trường thì các cái đối tượng khách mua và đối tượng khách hàng mục tiêu sẽ có những cái sự khác nhau. Do đó cái việc là tìm hiểu và để tạo ra những cái song sản phẩm sát với yêu cầu của người mua tại thị trường Hà Nội thì cũng đấy là một trong những cái điểm mà cũng cần phải lưu ý.
Xét về khu vực bất động sản, các chuyên gia cho rằng việc Hà Nội đã, đang và sẽ triển khai một loạt cây cầu nối từ bờ Bắc sang bờ Nam thành phố sẽ tạo nên sự sôi động ở các khu vực Gia Lâm, Long Biên và Đông Anh. Những cây cầu khi được hoàn thiện sẽ kết nối ba khu vực trên với vùng lõi thủ đô, các khu trung tâm của thành phố. Tại Hà Nội, những cái khu vực mà chúng ta nhận thấy vẫn còn tiềm năng mà thu hút các nhà đầu tư thì có thể nói những khu vực như Tây Hồ hay là những khu vực như là Long Biên, Hà Đông, những cái khu vực kể cả Hoàng Mai và kể cả khu vực Đông Anh hay là cái khu vực như là Bắc Từ Liêm. Cái cơ hội mở rộng ra các cái khu vực thì chúng ta nhận thấy rằng là cũng còn khá nhiều khu vực mà có thể các nhà đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh có thể tham gia vào thị trường. Trục dọc sông Hồng là cái xu hướng sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới. Hiện nay cái trục dọc sông Hồng chẳng qua là do cơ chế chính sách, những cái định hướng về quy hoạch cũng như cái định hướng về phát triển bờ Bắc còn có những cái hạn chế. Còn cái việc mà phát triển hai bên bờ của bờ sông Hồng, đặc biệt là phía Bắc còn hạn chế về phát triển, mới phát triển mạnh ở quận Long Biên thôi. Còn Đông Anh cũng như một số các cái quận huyện khác là sẽ phát triển trong thời gian tới. Và đương nhiên thì khu vực phía Tây của Hà Nội thì vẫn là những cái trục mà đã có những hạ tầng nhất định thì sẽ tiếp tục là sẽ có sự lan tỏa phát triển đô thị. Trước thực trạng các dự án bất động sản phát triển ngày càng nhiều, các chuyên gia cũng đưa ra những lời khuyên dành cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư hay cũng như kể cả người mà có nhu cầu ở thật thì họ nên tìm hiểu những cái dự án mà có gọi là thứ nhất giải phóng bằng xong xuôi đang triển khai thực hiện. Thì đấy là những cái mà có thể nên quan tâm đến dự án như vậy. Và đương nhiên một bước tiếp theo là những cái chủ đầu tư uy tín và những cái chủ đầu tư uy tín mà họ sử dụng những cái đơn vị thiết kế cũng như quản lý vận hành tốt thì đấy là những cái sản phẩm mà sẽ mang tính chất bền vững lâu dài. Các nhà đầu tư phải hết sức thận trọng khi đầu tư vào các dự án, phải có sự tính toán, phải có sự nghiên cứu, phải có sự tìm hiểu, đặc biệt là cũng cần nên có cái sự tham gia của các cái nhà tư vấn, các nhà môi giới có kinh nghiệm, người ta sẽ có những cái sự nắm bắt rất nhiều thông tin, rất rõ các thông tin về tính pháp lý của các dự án, về chất lượng, về giá cả. Theo báo cáo từ các sàn giao dịch cho thấy, mặc dù nguồn cung bất động sản sụt giảm mạnh, nhưng lượng giao dịch bất động sản tại Hà Nội vẫn rất khả quan so với nguồn cung ra hàng bởi nhu cầu lớn. Cụ thể, lượng cung bất động sản nhà ở quý 2 năm 2019 đạt 7.772 sản phẩm, tăng 49,3% so với quý 1 năm 2019. Lượng giao dịch bất động sản nhà ở quý 2 2019 đạt 5.616 sản phẩm, tăng 71% so với quý 1 năm 2019. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu của năm 2019, những con số này chỉ bằng 2/3 so với cùng kỳ năm 2018. Thế nhưng, các chuyên gia vẫn kỳ vọng vào nhu cầu của người mua nhà, của các nhà đầu tư sẽ tạo động lực để kích thích thị trường phát triển. Hy vọng rằng chương trình Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị một bức tranh toàn cảnh về bất động sản Hà Nội thời điểm này và từ đó sẽ giúp cho quý vị có những định hướng hợp lý nhất với nhu cầu của mình. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ về chủ đề tuần này hoặc những vấn đề khác mà quý vị quan tâm muốn được làm rõ, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình đó là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ thì Việt Cường xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn đầu tư được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ hai tuần sau.